Mai Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Sáng tạo trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức kỳ này, thì Mai Thúy thân mời quý vị và các bạn tìm hiểu đề tài ứng dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM ứng dụng tại trường Kinh tế Luật do nhóm sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quản lý quan hệ khách hàng CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả. Quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ do team dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý quan hệ khách hàng cung cấp một hệ thống đáng tin cậy, giúp quản lý khách hàng và nhân viên cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên với khách hàng. Một nhóm sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài ứng dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM ứng dụng tại trường Kinh tế Luật. Đề tài đã thuyết phục Hội đồng Giám khảo Hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2016 và giành giải nhất lĩnh vực giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Quang Quý đang ngồi cùng với nhóm các bạn sinh viên là chủ nhân của đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống CRM ứng dụng vào trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về đề tài này quý vị nha. Xin chào các bạn, rất là vui khi mà ngày hôm nay được mời tất cả các bạn đến đây để chia sẻ cùng với các bạn khán giả của chương trình Sáng tạo trẻ. Và đầu tiên thì Quang Quý muốn hỏi là lý do vì sao các bạn lại nghiên cứu ra một cái đề tài như thế này ạ? Xin chào Quang Quý và xin chào tất cả các bạn. Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, thì trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định được vai trò và vị thế của nhà trường trên bản đồ Việt Nam và các nước khu vực. Là một sinh viên năm tư của khoa hệ thống thông tin, thì trải qua quá trình học tập và nghiên cứu của trường, thì nhóm đã nhận thấy nhà trường vẫn còn một số hạn chế cần phải cải thiện để từ đó nâng cao được chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Vấn đề đầu tiên đó là vấn đề hỗ trợ sinh viên qua điện thoại. Thì khi có những thắc mắc khó khăn thì các bạn sẽ gọi điện đến các phòng ban, nhưng một hiện trạng mà các bạn thường hay gặp phải đó là điện thoại các phòng ban luôn bận hoặc là treo nhưng không có người bắt máy. Điều này không hỗ trợ cho các bạn sinh viên một cách kịp thời. Vấn đề thứ hai mà nhóm nhận thấy đó là vấn đề về quảng bá các khóa học. Hàng ngày các bạn sinh viên phải nhận được rất là nhiều email để quảng bá về các khóa học như là ngoại ngữ, tin học, thậm chí là các lớp kỹ năng, nhưng nó không đem lại mục đích gì cho các bạn. Điều này là đang phương trái cho sinh viên. Chính từ những nguyên nhân sơ khai đó thì nhóm đã liên kết được các thành viên lại với nhau, và dưới sự hướng dẫn của thầy Triệu Đình Cường thì là nhóm đã tiến tới xây dựng nghiên cứu hệ thống CRM ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế Luật. Bản thân Quang Quý ngày xưa khi mà còn là sinh viên á, thì cũng đã từng lâm vào một số tình trạng như vậy. Nhiều khi là mình cần biết thêm thông tin nhưng mà mình điện thoại lại không bắt máy, hay là mình không thể nào tìm hiểu một cách rõ ràng. Và Quang Quý thấy là khi mà chúng ta bắt nguồn từ những cái nguyên nhân thực tế như vậy thì chắc chắn sẽ ứng dụng một cách rất là cụ thể vào tình trạng của trường của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe là hệ thống CRM thì tất cả các bạn khán giả chắc là sẽ nghĩ là không biết rõ ràng nó như thế nào. Thì các bạn có thể chia sẻ thêm là thế nào là hệ thống CRM, cũng như là mình sẽ ứng dụng nó vào thực tế hoạt động tại nhà trường của mình như thế nào được không ạ? CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management. Đó là một chiến lược thu hút và duy trì mối quan hệ khách hàng bằng cách tận dụng các nguồn lực của nhà trường để đáp ứng giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên, nhằm hỗ trợ các bạn tốt nhất. Và bên cạnh đó thì vậy là khi mà chúng ta ứng dụng vào cái hệ thống đó vào việc hoạt động của nhà trường thì chắc chắn là sẽ giúp đỡ rất là nhiều trong việc giải đáp những cái thắc mắc đúng không ạ? Dạ. Và có thể nói cụ thể hơn vào việc ứng dụng đó như thế nào được không bạn? Đề tài xây dựng hệ thống CRM ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế Luật đã chứng minh được tính khả thi và ưu điểm của hệ thống này, giúp cho nhà trường quản lý được mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả, tập trung vào 4 chức năng chính. Thứ nhất là tuyển sinh, thứ hai là tiếp thị trực tiếp, và thứ ba là hỗ trợ sinh viên và phụ huynh, và cuối cùng là quảng bá khóa học. Xét về mặt thực tiễn thì đề tài này đã nghiên cứu khảo sát đánh giá được hiện trạng của nhà trường. Do đó là nhà trường Đại học Kinh tế Luật cũng đang có kế hoạch để xây dựng và ứng dụng hệ thống CRM này vào công tác của trường. Nghiên cứu đã chứng minh được tính khả thi và ưu điểm của quản lý quan hệ khách hàng CRM.
giúp trường Đại học Kinh tế Luật giải quyết được các vấn đề trong quản trị quan hệ khách hàng, tập trung vào 4 hoạt động chính: tuyển sinh, tiếp thị trực tiếp, hỗ trợ sinh viên và phụ huynh, quảng bá khoa học. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đã khảo sát đánh giá những mặt còn thiếu sót của trường trong 4 hoạt động này và đề xuất xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM khả thi ứng dụng tại trường. Với những ưu điểm của ứng dụng này, quá trình tương tác giữa sinh viên học sinh và nhà trường trở nên thuận tiện hơn. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là trải qua cả một cái hành trình dài như vậy mà cả nhóm chúng ta đã cùng chung tay và vượt qua những khó khăn, hoàn thành đề tài một cách rất là thành công như vậy thì quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi sâu hơn vào trong cái hệ thống CRM này. Thì CRM này nó sẽ có những cái chức năng như thế nào, có thể chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết không ạ? Hệ thống CRM thì sẽ gồm 4 chức năng chính. Thứ nhất là tuyển sinh, thứ hai là tiếp thị trực tiếp, thứ ba là hỗ trợ phụ huynh và sinh viên, và cuối cùng là quảng bá khóa học. Như vậy thì nó cũng rất là gần với thực tế đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy với cái đối tượng của hệ thống này đi, là phụ huynh và sinh viên, thì hai đối tượng đó sẽ sử dụng hệ thống này như thế nào? Đối với hệ thống CRM thì sẽ hỗ trợ sinh viên, phụ huynh khi mà có những thắc mắc nào đó thì là họ sẽ gọi đến tổng đài của nhà trường. Thì là sẽ có một bộ phận trực tổng đài, và bộ phận này sẽ phân tích là câu hỏi này, vấn đề này thì cần liên lạc đến giảng viên nào hoặc là phòng ban nào. Thì từ khúc mà nhân viên trực tổng đài họ sẽ biết, họ chuyển tiếp cái điện cuộc điện thoại đó đến từng phòng ban và đến từng giảng viên chuyên môn để họ trả lời giải đáp trực tiếp cho cụ thể cho sinh viên hoặc là phụ huynh. Thì cái quá trình mà từ ở bên phụ huynh và đến tổng đài và đến nhân viên trực tổng đài thì là mình sẽ dùng bằng điện thoại thông thường. Còn cái quá trình trao đổi giữa tổng đài và các nhân viên giảng viên và chuyên môn thì sẽ giao tiếp bằng mạng internet của nhà trường. Như vậy là với cái hệ thống đó thì chúng ta cũng có thể thấy mình chỉ cần gọi điện thoại lên tổng đài thôi là nhân viên sẽ tự động phân tích và chuyển hướng những cái chức năng khác nhau của hệ thống này, giúp cho cả sinh viên và phụ huynh có thể là tìm hiểu và liên lạc một cách dễ dàng hơn. Và nếu mà trong những trường hợp giống như là bạn đã chia sẻ là mình sử dụng là internet nội bộ, đúng không ạ? Và nếu như mà những cái trường hợp nào mà khi mà internet gặp vấn đề trục trặc thì không biết là hệ thống này có bị ảnh hưởng không ạ? Hệ thống này sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà khi đó thì là nhân viên trực tổng đài họ sẽ ghi nhận lại các thắc mắc của sinh viên hoặc là của phụ huynh, sau đó thì họ sẽ liên lạc bằng cách nào đó, họ sẽ liên lạc đến giảng viên và sinh viên và chuyên viên của nhà trường để trả lời, và sau đó họ sẽ tự liên lạc lại đối với trả lời câu hỏi cho sinh viên. Wow. Quý vị thân mến, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là với những cái chức năng á, thì nó sẽ giúp là rút ngắn thời gian và đỡ mất công sức hơn, đúng không ạ? Và nhiều khi mà mình điện thoại mà không bắt máy hay là mình mong muốn tìm kiếm một cái điều gì đó mà trong khoảng thời gian rất là gấp đi, thì Quang Quý nghĩ là hệ thống CRM này sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Và với một cái sự hiệu quả như vậy thì không biết là các bạn có trong tương lai gần hoặc là tương lai xa nữa thì các bạn muốn mở rộng cái hệ thống này như thế nào không? Trước mắt hiện tại thì vào mùa tư vấn tuyển sinh năm 2017 thì khoa hệ thống thông tin đã triển khai thử nghiệm vào công tác tuyển sinh của nhà trường. Thì qua cái qua giai đoạn này thì là nhà trường sẽ phối hợp cùng ban giám hiệu và các phòng ban để đúc kết lại và tìm phương pháp để xúc tiến triển khai vào mùa tuyển sinh sắp tới qua toàn bộ hoạt động của nhà trường. Như vậy là mình sẽ áp dụng ở gần mình trước, có nghĩa là ở trong trường Đại học Kinh tế Luật trước. Và Quang Quý cũng rất là hy vọng luôn hệ thống này sẽ có thể là tiếp tục áp dụng thêm thật là nhiều trường nữa, tại vì nó rất là hiệu quả, và cũng rất là mong là trong khoảng thời gian sắp tới thì nhóm các bạn sẽ có thể phát triển rộng rãi hơn nữa đề tài của mình. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Sáng tạo trẻ ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay, có mặt tại đây thì đã có sự xuất hiện của bà Phùng Trần Uyên Phương là giám đốc marketing của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức. Và ngay bây giờ sẽ là nghi thức trao phần học bổng trị giá 3 triệu đồng dành cho các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với mô hình nghiên cứu xây dựng hệ thống CRM ứng dụng trong trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ạ. Và hy vọng là suất học bổng này sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể là phát triển hơn nữa dự án của mình, cũng như là có thêm những sáng tạo phục vụ cho đời sống của tất cả chúng ta. Cảm ơn chị Minh Phương đã có mặt tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của chương trình 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng gửi thư về địa chỉ Ban biên tập chương trình truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com hoặc số điện thoại 0838 298 669. Còn bây giờ, Mai Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.